Thưa quý vị, ngoài nguồn hỗ trợ cho người dân từ thành phố, thì ban điều hành nhiều khu dân cư trên địa bàn cũng tự ủng hộ và huy động mọi nguồn lực có thể để hỗ trợ lương thực thực phẩm và rau củ quả cho bà con nhân dân trong khu vực, đảm bảo không ai thiếu ăn trong thời gian thành phố thực hiện các biện pháp mạnh phòng chống COVID-19. Ghi nhận tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ban điều hành khu dân cư 14, phường Hòa Thọ Đông đang miệt mài phân số lượng lớn rau để nhanh chóng cấp phát cho bà con nhân dân trong ngày. Theo đó, số rau này là của ông Huỳnh Đức Hiển, tổ trưởng tổ dân phố số 39, từ nguồn lực của mình và gia đình, đồng thời vận động thêm mạnh thường quân ủng hộ. Trước đó, ông Hiển đã phát cho bà con trong tổ hơn 1 tấn rau. Ông Hiển còn san sẻ cho người dân ở hai tổ 37 và 38 thuộc khu dân cư số 14. Chúng ta là những người làm gọi là phục vụ cho nhân dân, là người tổ trưởng, là người gần dân sát dân. Thì bây giờ là dân là phải chấp hành nghiêm ở nhà, nhu cầu thực phẩm thiếu thì cứ gọi tổ trưởng, thì tổ trưởng sẽ có trách nhiệm mang cung cấp những cái nhu cầu thực phẩm thiết yếu đến tận nơi để mà đảm bảo về dịch. Tuân thủ chủ trương của thành phố nên mỗi người dân đều ở nhà, không đi làm, không có thu nhập. Nhưng người dân, kể cả người tạm trú hay sống tại các khu nhà trọ thuộc khu dân cư 14 đều cho biết họ vẫn được đảm bảo các nhu cầu thiết yếu, thường xuyên nhận hỗ trợ rau củ hay thực phẩm từ địa phương và khu dân cư. Những gia đình có con nhỏ thì sẽ được nhận thêm thịt tươi. Phường, tổ dân phố rồi cũng có quan tâm mình những ngày gần đây là có được hỗ trợ rau củ quả rồi gạo rồi. Và mình cảm thấy vui là đủ sống qua ngày là được rồi. Các đồng chí tổ trưởng và tổ phó chăm lo rất là nhiệt tình, rất là tận tình và chu đáo. Không kể là coi như sớm hay là trưa hay là tối, hiện tại là coi như ở đây tinh thần của bà con ở xóm là coi như mọi cái vấn đề đều được cung ứng một cách tương đối là kịp thời. Khu dân cư 14 gồm tổ 37, 38 và 39 với gần 300 hộ dân. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, ban điều hành khu dân cư luôn nỗ lực để bà con nhân dân không ai thiếu ăn và an tâm phòng chống dịch cùng địa phương và thành phố. Riêng gạo là gần được 8 tạ gạo, huy động là hỗ trợ cho người nghèo, người khó khăn và nhà trọ là chúng tôi ưu tiên là nhà trọ và rà soát những gia đình khó khăn trong cái việc vừa qua và ốm đau là chúng tôi hỗ trợ, trước tiên là hỗ trợ của địa phương á. Và hai là rau củ quả các thứ là hiện nay cũng trên gần 20 triệu là địa phương nó huy động cơ bản hiện nay cấp là không thiếu. Cùng với thành phố, việc hỗ trợ của các khu dân cư góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong mùa dịch, chung tay cùng thành phố đẩy lùi hoàn toàn COVID-19.